mặt trời phía sau liệt vương dâng lên trên một đoàn hào quang vô cùng trói mắt nhưng khi phía sau đường tam cái kia quang ảnh màu vàng kim nở rộ thời điểm giống như tất cả màu sắc cũng tại thời khắc này trở nên trên mờ đi nhằm tương xích hải bên này không có gì thay đổi thế nhưng mà vô tận lam hải một phương lại xuất hiện cải biến kỳ sĩ nước biển vô tận lam hải vô cùng mênh mông trong phút chốc đột nhiên trở nên trên trong suốt lên mắt biển trong nháy mắt đó nhấc lên trên kinh đảo hải lãng màu xanh vầng sáng bốc lên nở rộ hóa thành vô số ánh sáng xanh lam hướng ra phía sau đường tam cái kia quang ảnh to lớn màu vàng kim ngưng tụ tới đường tam tự thần khí thức càng là trong nháy mắt đó lấy cấp số nhân kịch liệt tăng lên cái kia kim quang quang ảnh màu vàng kim cơ hồ là trong nháy mắt đó liên vọt lên trên trăm mét sáng làng kim quang ngay cả liệt dương ánh sáng đều muốn che giấu cái này chính là lửa ánh mắt của lê tộc trưởng ngừng tụ ra nhìn chăm chú lên trên phát sinh trước mặt hệ thấy, thấy cảm thụ đứng trong tay hỏa thần quyền trượng xung động đây là cái gì cuối cùng là lực lượng như thế nào vì cái gì ngay cả hỏa thần quyền trượng vậy mà đều có chút run rẩy đó là cảm xúc hỗn hợp có hưng phấn sung kính cùng với run rẩy Nguyên nhân chính là vì tộc Hỏa Lê cũng không phải là nguyên bản là thuộc cái thế giới này đấy, cho nên ghi chép ở trong lịch sử của Hỏa Lê tộc có một chút đồ vật không thuộc về cái thế giới này. Hỏa Lê tộc biết thần chi là chân chính tồn tại, Hỏa Lê tộc vốn chính là hỏa thần chủng tộc, thế nhưng bọn chúng cũng chưa từng gặp qua thần chính thần chi, chỉ có thể là từ hỏa thần quyền trượng bên trên cảm nhận được một chút thần chi khí thức mà thôi mà đường tam như bây giờ phía sau dâng lên trên cái kia to lớn quang ảnh màu vàng kim giống như cùng trong tàu khi lại một chút có quan hệ với thần trì thuyết pháp là giống nhau còn có vô tận lam hải vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế giờ này khắc này đường tam giống như là cùng với toàn bộ vô tận Lam Hải cùng nối liền với nhau. Liệt Dương Vương đương nhiên là phi thường cường đại, nhưng sự cường đại của nó thế cùng với toàn bộ vô tận Lam Hải chống lại sao? Liệt Dương Vương lúc này trong lòng cũng đồng dạng là nhấc lên trên sóng to gió lớn. Nó vốn là đã chuẩn bị kỹ càng, phải dùng nhất mạnh mẽ hữu lực thủ đoạn trong thời gian ngắn nhất áp đảo Đường Tam, từ đó để cho Hòa Lê tộc kiên định cùng với Liệt Dương Hòa tinh tộc cùng hợp tác với mình lòng tin. Cho nên vừa lúc đến đấy nó liền không chút do dự phóng xuất xa chính mình mặt trời lĩnh vực mượn nhờ trong nhằm tường xích hải hỏa nguyên tố nồng đậm liên muốn khống chế toàn trường thế nhưng đối phương lúc này trên người phóng thích ra khí tức lại là cái gì vì sao lại có như thế khí tức cường đại xuất hiện loại kia làm cho thần trí của nó đều đang hơi run rẩy tinh thần áp chế càng là từ đầu mà đến Hoàng giả? Chẳng lẽ hắn lại là một vị hoàng giả sao? Không đúng, hắn cũng không phải hoàng giả. Hoàng giả có hoàng giả đặc tính, trên người của hắn không có. Nhưng lúc này hắn mang theo làm cho tinh thần của mình uy áp lại quyết không kém hoàng giả. Cái này sao có thể? Không thể đợi thêm, Liệt Dương Vương có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Trong chốc lát trong nội tâm của nó liền đã có quyết đoán phía sau mặt trời chậm rãi dâng lên một đoàn đường kính siêu qua trăm mét to lớn cột sáng bỗng nhiên hướng về phía đường tàm mãnh liệt bắn ra trực tiếp đánh về phía bản thẻ của hắn không khí bắt đầu vặn vẹo kịch liệt công kích kinh khủng đó xuyên qua không gian làm cho thiên hải vì đó mà thất sắc Liệt xương hoa tinh tộc làm nhật thần đế quốc đệ nhất cường tộc, tuyệt đối là thực chí danh quy đấy. Vị này thực lực của liệt dương vương cũng đủ cường đại. Lúc này ở lĩnh vực gia trì phía dưới toàn lực bộc phát, liên xem nhiều trước mặt hoàng giả đối với công kích nhiều vậy, cũng nhất định là phải nhìn thẳng vào. Phía sau đường tam to lớn quang ảnh ảnh động, cái kia to lớn quang ảnh trong lòng bàn tay nhiều ra một thanh hoàng kim tam xa kích. Tam so kích hư không phá họa ra một đường cong tròn Bên trong vô tận Lam Hải, mắt biển bỗng nhiên dâng lên trên mấy chục mét, tách ra mênh mông thủy nguyên tố to lớn liệt dương cột ánh sáng mãnh liệt bắn ra khi mà tiến vào viên kia cùng phạm vi về sau diễn nhiên cũng liền như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất không có để lại một chút dấu vết cũng không có sinh ra nổ lớn các loại tình huống phát sinh đường tam mặc cho thủy chung yên lặng hắn không có thi triển ra chính mình những cái kia huyết mạch lạc ấn năng lực đó là bởi vì những huyết mạch này lạc ấn đại đa số cũng còn dừng lại tại trong thập sai tả hữu đối mặt với liệt dương vương loại tầng thứ này tồn tại cũng không có tác dụng gì mà siêu cấp huyết mạch hắn còn muốn che giấu lúc này là tại vô tận lam hải nơi này là sân nhà của hắn ở chỗ này hắn chính là phải bằng vào chính mình thần trì vị trí cưỡng chế đối thủ đường tam tay phải chậm rãi giơ lên trong chớp mắt thân ảnh của hắn đột nhiên trở lên trên hư hóa rồi đến lúc biến mất mất sau lưng của hắn cái kia quang ảnh to lớn màu vàng kim lại trở lên trên ngưng thực bộ mặt xuất hiện chính là diện mạo của đường tam áo giáp vàng kim bao trùm toàn thân không giống với kim mông biến chiến giáp mà là áo giáp tràn đầy mùi vị thần thánh trong tay hoàng kim tam gió kích kim quang sáng lạng dơ cao khỏi đầu lập tức thì vạn làng vầng sáng màu xanh lam cũng đã thay hướng về đường tam hội tụ mà đến ở trong nháy mắt này bên trong nhàm tường xích hải hòa nguyên tố đều bị trình độ cực lớn áp chế rồi sau vô cùng thủy nguyên tố chiếm đoạt hết thảy chung quanh mắt nhìn công kích của mình dĩ nhiên cũng liền như vậy mà bị thôn phệ liệt dương vương cũng không nhịn được trong lòng trầm xuống nhưng nó hay là trước tiên liền làm ra phản ứng từng đóa từng đóa kim hồng sắc đại hoa ở bên cạnh hắn thịnh phóng trên bầu trời trong nháy mắt đó liền xuất hiện ra chín đóa chín đóa hoa lớn bỗng nhiên hóa thành chín vầng thái dương chín ngày giữa trời từng đạo kim hồng sắc hỏa trụ mãnh liệt bắn ra mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về đường tam oanh kích tới Thù hộ trong miệng của đường tam phát ra chấn thấp hai chữ lập tức thì chung quanh vô tận lam hải nước biển bỗng nhiên bốc lên vô cùng vô tận thủy nguyên tố hóa thành một tầng lồng ánh sáng đem hải thần quang ảnh bao phủ ở bên trong từng đào to lớn hỏa trụ sáng lâm nhưng đối mặt với cái kia nhìn như mỏng manh lại ngừng tụ ra biển cả ý chí phòng ngữ lại là không có biện pháp chỉ có thể là mẫn diệt hừ trong miệng của đường tam phát ra một tiếng hừ lạnh lập tức đối diện với liệt dương vướng như là bị xét đánh nó chỉ cảm giác được thần trí của mình phảng phất bị nghiền ép giống như tại thần thức trong thế giới có một cái đại thú từ trên trời sáng xuống đấu đá mà tới toàn diện áp chế nó hết thấy đó là thần thức bên trên phương diện nghiền ép để nó ở trong nháy mắt đó trong nội tâm hoảng sợ phát tác hơi thở dồn dập ngột ngạt khó thở phảng phất chính mình tự như sẽ không thể nào cùng tồn tại trước mặt kia chống lại Trung quanh hết thảy tất cả giống như cũng đã tại bài xích nó, bài xích để cho nó không cách nào chống lại. Trong nội tâm các loại nhát gan cảm xúc đang điên cuồng bốc lên, mà trước mắt bóng người vàng óng kia càng giống như là đang không ngừng phóng đại thần chi trấn áp tại thuộc về thần chi tự thần trong lĩnh vực thần chi liền là trưởng khống giả chân chính đơn giản mà nói thân ở bên trong vô tận lam hải hải thần có thể làm cho toàn bộ vô tận lam hải cũng hóa vì lĩnh vực của mình là thần thức của đường tam còn không có cường đại như liệt xương vương nhưng khi mà hắn cùng với vô tận lam hải nối thành một thể thời điểm đó liên tiếp khi hắn thần thức phía trên đấy còn có cái kia vô cùng vô tận tín ngưỡng chỉ lực lực lượng nhiều vậy như thế nào liệt xương vương có thể chống lại Chín ngày rõ ràng xuất hiện tán loạn tình huống, nhưng Liệt Dương Vương đúng là cường đại, nó đột nhiên cấm đầu lưỡi một cái, lợi dụng nhỏ nhỏ để cho thần trí của mình miễn cưỡng ngưng tụ ra một chút. Cùng với lúc đó, hắn vùng tay lên, một đóa màu đỏ đại hoa từ trong ngực bắn ra. Khi mà đóa đại hoa màu đỏ này xuất hiện trong nháy mắt, nước biển chung quanh trong nháy mắt đó liền bị bốc hơi rơi mất đường kính ngàn mét, thậm chí ngay cả chung quanh thân thể của Đường Tam cũng xuất hiện ra nước biển chấn không kinh khủng thần thức ý chí cùng với hừng hực vô cùng hỏa diễm bỗng nhiên bắn ra thiên dương hóa sắc mặt của đường tam khẽ biến không thể nghi ngờ cái này là tới từ thiên dương thiên tinh hoàng bản thể đàn sinh ra thiên dương hoa cái đồ chơi này bản thân liền chính là tương đương với thần khí cấp độ tồn tại tại thiên dương thiên tinh hoàng còn sống dưới tình huống bản thân nó càng là có thể truyền vị hoàng xà này thần thức ý chí chính là cực hắn thần khí cường đại nhất cấp chí bảo mắt nhìn thần trí chí của chính mình hoàn toàn bị đường tam áp chế liên dương vương không chút do dự liền đem đóa thiên dương này phóng thích ra bên ngoài đến từ ý chí của thiên dương thiên tinh hoa trong nháy mắt đó mắt giống như là thoát khỏi đường tam thần chi trần áp lông mày của Đường Tam cau lại phía sau vòng ánh sáng thoáng hiện trong chiếc mắt một đạo bạch sắc vầng sáng bỗng nhìn bắn xa thẳng đến thiên dương hoa mà tới hào quang màu trắng này là từ Đường Tam chỗ ngực xuất hiện mơ hồ là có thể nhìn thấy ở trước ngực của hắn giống như nổi lên trên nhàn nhạt, nhạt màu trắng hơi nước chính là những thứ này hơi nước hóa thành màu ánh trắng bao phủ hướng về phía cái đó thiên dương hoa kia thiên dương hoa hướng về phía ngoài tòa của thiên dương tinh hoàng cường đại thần thức nhưng liền trong chiếc mắt tiếp theo trong tay của Đường tam hoàng kim tham xóa kích huy động. Lúc này kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào phía thiên dương hoa. Thần phạt đây chính là lấy tín ngưỡng chi lực ngừng tụ ra mà thành thần phạt. Lực lượng chỉ có chân chính thần trí chí mới có thể có. Đường Tam hiện tại đương nhiên còn kém xa đã từng là thần vương cấp độ. Thế nhưng mà ở trên vô tận Lam Hải, ngưng tụ nhiều ngày như vậy tín ngưỡng chi lực. Một lần phát động xa thần phạt tự nhiên là không nói chơi. Luận năng lực cấp độ, hiện tại thì còn kém xa thiên sương thiên tinh hoàng. Nhưng thần phát xa không giống nhau. Cái kia là tới từ so với vị diện này tầng thứ cao hơn ý chí. Đi qua thần trì vị trí chuyển hóa tín ngưỡng chi lực mà đến Năng lượng sức chống đỡ chưa chắc cao bao nhiêu Nhưng năng lượng cấp độ lại muốn áp đảo vị diện này bất kỳ lực lượng nào phía trên Thiên Dương Hoàng, Thiên Nguyên Bản, Thịnh Phóng, Hào Quang Đối với hết thầy thủy nguyên tố khổ trục Cũng đến từ Thiên Dương Thiên Thịnh Hoàng vô cùng cường đại ý chí Ngay lúc này, phẳng phất như là bị lưới tát Phía dưới bỗng nhiên thủ liễm, mà chính là dưới tình huống như vậy, cái kia một tia sáng trắng đã xơi vào mặt ngoài của Thiên Dương Hoa. Thiên Dương Hoa rất nhỏ vùng vẫy một hồi. Trong trước mắt, hắn là khí thức thủ liễm, khép kín thành một cái nụ hoa. Trước tiên bị cái kia ánh sáng trắng dẫn sắt bị hút đi. Liệt Dương Vương chặn mắt háo hốc mồm nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi khẩn trương. Càng quan trọng hơn phải, hắn hoàn toàn không nói so đối phương là làm được bằng cách nào điểm này. Nhưng cũng ngay một khắc này, cái kia quang ảnh to lớn màu vàng kim trong tay, hoàng kỳ tạm xác kích huy động, từng vòng từng vòng vầng sáng màu vàng óng lộ ra, hướng về phía phương hướng của hắn trái một vòng, phải một vòng bao phủ tới liệt dương vương vội vàng bộc phát xa Công kích của mình thế nhưng mà chung quanh nồng đậm thủy nguyên tố trực tiếp liền phạm vi lớn suy yếu ra huyết mạch của nó khí tức mà cái kia vầng sáng màu vàng óng phủ xuống thời điểm đó hết thể công kích đều đang cái kia quầng sáng bên trong không ngừng mẫn diệt nó tự thân cũng bị cái kia quầng sáng trái một vòng phải một vòng chụp vào chặt chẽ vững vàng không thể động đậy chính là thần kỹ vô địch phòng ba sáng lạng màu vàng kim phóng lên tận trời bỗng nhiên hướng về phương xa vô tận làm hải phương hướng khuếch trường ra một màn rung động xuất hiện tầm mắt đi tới hết thảy phảng phất không biến thành màu vàng kim mà vô số làm sắc quang điểm từ trong vô tận làm hải phiêu đắng mà ra tại kim quang chiếu dọi xuống hóa thân thành màu vàng kim lại hướng về phía đường tam ngừng tụ đến thần kỳ rung động hết thảy tất cả đều ở đây phần trong rung động không ngừng tăng lên ngừng tụ làm cho cái kia kiểm sắc thần ảnh ở trên càng ngày càng ngừng thực âm thanh của đường tam mang theo vài phần uy nghiêm cùng với hùng vĩ người thua Đúng vậy, Liệt Dương Vương thua, mà lại là giống như thua vì không hề nó có phản kháng. Cho dù là vận dụng thiên dương hỏa thần khí tức như vậy, cuối cùng cũng không có bất kỳ cái gì xoay chuyển ý tứ. Từ đầu đến cuối đều bị hoàn toàn áp chế. Mà Liệt Dương Vương cảm giác của mình lại là vừa suối một trận chiến này trước mặt nó đúng giống như không phải là một cái đối thủ, mà là cả vô tận làm hại đối thủ như vậy nó cho tới bây giờ đều không có đối mặt qua thậm chí ngay cả nghe cũng trường nghe nói qua cái lực lượng này là như thế nào đạt có mấy phần không phải hoàng giả cảm giác lại lớn hẳn là hoàng giả thế nhưng cái này sao có thể vì sao lại xuất hiện đối thủ cấp độ sang này trong lúc nhất thời liệt sưng vương đã hoàn toàn như bối rối mà đối với hỏa lê tộc xài đến nói, sao lại không phải là cực độ rung động? Thần tính nó từ trên người của đường tam cảm nhận được mãnh liệt thần tính. Nó hoàn toàn có thể khẳng định, phản đoán của chính mình không có vấn đề gì, do chính là thần tính hào quang. Nhân loại vậy mà có thể nắm giữ thần tính sao, hơn nữa còn là cùng với vô tận Lam Hải tương quan. Khó trách hắn phóng thích ra hỏa diễm vậy mà đều có thể làm cho hỏa thần quyền trường hấp thu, thu hoạch cảm thụ đường trên người cổ đường tam cái kia cường đại thần tính quang huy, nội tâm của nó lập tức đã xuất hiện ra toàn diện nghiêng ra, nhất thân đế quốc đúng là cường đại cũng có đông đảo hoàng giá thế nhưng mà nhằm thường xích hải chân chính giáp giới chính là vô tận lam hải một vị tồn tại cường đại có thể dẫn động vô tận lam hải và mang theo lấy thần tính khổng lồ như vậy người hợp tác cỡ nào hiếm thấy thân hình của đường ta một lần nữa thu nhỏ biến trở về bộ sáng lúc đầu đây trời kim quang cũng theo đó thu liễm nhưng thông qua hải thần quyền trưởng hòa lê tộc dài như cũ là có thể cảm nhận được bên trong vô tận lam hải vẫn như cũ truyền đến đông đảo tín ngưỡng chi lực tại trong quần cuộn không dứt rót vào trong cơ thể của đường tam đối với tín ngưỡng chỉ lực liệt dương phương không cảm giác được cái gì nhưng chấp trưởng hòa thần khuyên trưởng đồng thời một mực đang để cho tộc nhân vì khuyên trưởng ngưng tụ ra tín ngưỡng hòa lê tộc giải lại là rất rõ ràng hòa lê tộc mới bao nhiêu tộc nhân vô tận làm hải tộc cỡ nào khổng lồ đây quả thực là hoàn toàn không cách nào mô phỏng đấy mà đường tam có thể từ trong vô tận làm hải hấp thụ tín ngưỡng chỉ lực điều này có ý vị gì mang ý nghĩa vì này rất có thể có thể trở thành chân chính thần trí đây cũng là sự tình hỏa lê tộc một mực mang theo đuổi cho nên giờ này khắc này nó nhìn lại ánh mắt của đường tam đã kinh biến đến mức vô cùng nóng bỏng lửa ánh mắt của lê tộc trường trong đó đã có liệt xương vương nó mang theo hỏa linh nhí đi tới trước mặt của đường tam cùng kinh nói hỏa lê tông hỏa quyền Gặp qua miệng hạ Đường Tam cũng không có đi uốn nắn nó xưng hô Mặc dù nó không phải hoàng giá Nhưng bản thân chính là hải thân Một tiếng này miệng hạ tuyệt đối là xứng đáng đấy Tộc trưởng không cần phải khách khí, nhưng trận này hẳn là ta thắng. Nói ra ở trên ngực của Liệt Dương Vương, quang sáng của cái vô địch phong ba kia đã tự hành giải trừ. Sắc mặt của Liệt Dương Vương vô cùng khó coi, nhưng khi ánh mắt của nó rơi vào trên người của Đường Tam thời điểm đó, lại không tự chủ đường sẽ thoát ra vẻ sợ hãi. Thời điểm đối mặt với Đường Tam chẳng thái hải thân, nó có cảm giác bất lực mãnh liệt. Rõ ràng thực lực của bản thân cường đại như vậy, nhưng lại giống như là đang vô cùng mênh mùng vô tận làm hải chiến đấu. Nhìn lại cùng với hỏa lê tộc đối với Đường Tam nhiệt tình, nó rất rõ ràng, chính mình liều lại nữa cũng là không có bất cứ ý nghĩa gì chúng ta đi liệt dương vương trầm giọng quát mang theo hai thiên thủ hạ tình vương hướng về hắn đến vị trí của lần nhật thần đế quốc phi hành mà đi hoa lê tông trưởng nhìn thoáng qua hướng về bọn họ rời đi cũng không có đưa đi tiễn vừa rồi đường tam chỗ hiện ra hết thảy đối với nó lực lượng rung động thật sự là quá mạnh mà hắn cũng rõ ràng hơn cái này mới là lực lượng hòa lê tộc cần có miện hạ lúc trước có nhiều mạo phạm triều đại không chú đáo kính xin miền hạ tiếp tục đến hòa thần thánh ta cùng với tộc cổ ta cùng nho khánh ngày lễ buổi được lòng trọng hòa quyền cung kính nói đương ta mỉm cười nói đang có ý đó hòa linh nhi một đôi mắt to thủy chung nhìn chăm chóng vào tên người đường tam lúc này lại là nụ cười xinh đẹp chu đông tiên tới góp mắt. lại là một thành liền khoác lên trên cánh tay của đường tam ấm áp thân thể mềm mại dán lên trên thân thể của hắn người thật là lợi hại ta liền biết người có thể thắng đấy dung mạng người thật đẹp đó đường tam bất ngờ không đề phòng không sững sờ trong trước mắt ngân quang lóe lên hắn liền đá bình di ba bước kéo ra cùng với hỏa linh nhi ở giữa khoảng cách linh nhi Hòa quyền thấp giọng quát lớn hòa linh nhi có chút ủy khuất nói thế nào hắn không phải đều đã thắng sao hòa quyền nhìn nàng một cái nhìn lại một chút đường tam đột nhiên ý thức được cái gì một bên phi hành, một bên hướng về đường tam nói miễn ha có biết tộc của ta cùng với cái liệt Xương vương kia ước định gì không hiện tại ngày thu được thắng lợi tự nhiên cũng muốn đón lấy cái ước định này đường tam nói nó hẳn là muốn mượn súng hòa thần quyền trưởng hòa thần quyền nhẹ nhàng gật đầu nói theo một ý nghĩa nào đó thì nói là như vậy nhưng mà quá trình lại cũng không là đơn giản như vậy hạ thần kiên trưởng của tộc ta đời đời truyền lại cũng do lịch đại tộc trưởng chấp trưởng mỗi một vị tộc trưởng cũng có quyền trưởng của tự mình lựa chọn đi xa đấy khi mà sinh ra ngày đó liền đã xác định quyền trưởng công nhận chấp trưởng xã sẽ do quyền trưởng tự thân vẩy xuống thần tính quang huy bao phủ khiến cho có đường tự nguyện thể thức tốt nhất có thể nhanh chóng trưởng thành thăng đến năm giữa có đủ năng lực cường đại đến chấp trưởng quyền trưởng ta là đường kim thế hệ này chấp trưởng xã mà quyền trưởng lựa chọn xuất hiện ra đời sau chấp trưởng